Đường link của những sản phẩm này mình đã đặt sẵn bên dưới. Nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu mua hàng, hãy click ngay vào đường link các bạn nhé. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất. Qua nội dung của đoạn video mình chia sẻ vừa rồi, sản phẩm ngày hôm nay mình gửi đến các bạn đó chính là một hộp đựng giày dép bằng nhựa cứng lắp ráp cực kỳ thông minh nha các bạn. Khi các bạn lắp ráp những cái hộp nhựa như thế này, chúng ta sẽ được một cái tủ đựng giày dép rất là thông minh và tiện gọn luôn. Cái sản phẩm này cũng khá đa dạng, các bạn có thể lựa chọn những cái màu sắc nào mình cảm thấy ưng ý nhất nha. Rồi giới thiệu với các bạn, đây là một shop yêu thích trên Shopee. Bán dòng sản phẩm này được đánh giá là 4.7 sao nha, với 41.500 sản phẩm đã bán rồi. Giá của sản phẩm là 16.900 cho đến 19.900 một cái hộp sản phẩm như thế này nè nha các bạn. Tùy theo cái nhu cầu của mình sử dụng, các bạn có thể mua cho mình một cái kệ với chiều cao là 5 hộp hay là chiều ngang là 3 hộp. Tùy mình thì nó sẽ có kích thước tầm như thế này. Còn nếu mà nhà chúng ta đông người, chúng ta có thể mua một cái kệ đựng giày to như thế này luôn. Thì trong này nó sẽ có cái nhiều, rất là nhiều hộp nè. Và mỗi cái hộp nhỏ như thế này là giá là từ 16.900 cho đến 19.900 đồng một hộp sản phẩm nha các bạn. Các bạn xem qua một số đánh giá của khách hàng nha. Đánh giá 5 sao nè, hộp đựng giày khá ok, giá rẻ ship nhanh, cho 5 sao, chúc shop buôn may bán đắt. Đã nhận được hàng nhưng chưa biết lắp ráp ra sao, dù sao cũng than shop. Đây, sản phẩm thực tế nhận được nè các bạn. Nói chung thì trong cái video mình chia sẻ thì cũng đã thể hiện khá rõ ràng về cái dòng sản phẩm này rồi. Nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu mua hàng, hãy click ngay vào đường link mình đặt sẵn bên dưới các bạn nhé. Video chia sẻ sản phẩm ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn cũng đừng quên like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.